Bạn sẽ trả bao nhiêu cho một dự đoán về tương lai? Điều quan trọng hơn là, nếu bạn biết được tương lai, bạn có tận dụng cơ hội đó không? Hay bạn lại tiếp tục bỏ lỡ như những cơ hội khác? Hàng hóa đáng phải bán đi, mảnh đất mà bạn nên mua, cơ hội mà bạn đã có thể nắm được, nhưng bạn đã không làm. Bao nhiêu cơ hội nữa có thể đến với bạn? Và đây có thể là cơ hội cuối cùng của bạn. Hãy chú ý. Cứ mỗi một thập kỷ đi qua là một điều kỳ diệu lại diễn ra. Trong những năm 70 đó là lò vi sóng, trong những năm 80 đó là đầu video, và trong những năm 90 đó là máy tính cá nhân và mạng internet. Những người nắm được cơ hội trong những năm 80 đã trở thành triệu phú. Những người nắm được cơ hội trong những năm 90 đã trở thành tỷ phú. Theo bạn, điều gì sẽ xảy ra trong những năm tới? Trong cuốn The Next Trillion, nhà kinh tế học Paul Jane Binger đã nhận định rằng tới năm 2010, 1.000 tỷ đô la mỗi năm trong nền kinh tế Mỹ sẽ được sử dụng cho ngành chăm sóc sức khỏe để tạo ra các sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho con người, giúp họ khỏe mạnh hơn, đẹp hơn, giảm các ảnh hưởng của tuổi tác, ngăn ngừa bệnh tật ngay từ đầu. Hãy suy nghĩ về điều này. Các sản phẩm chăm sóc sức khỏe hầu như không có cách đây 20 năm. Nhưng tới nay, doanh số hàng năm đã đạt tới 200 tỷ đô la, bằng nửa số tiền chi tiêu cho ô tô tại Mỹ. Hiện nay là 200 tỷ đô la mỗi năm. Tới năm 2010 là 1.000 tỷ. Vâng, đúng là 1.000 tỷ đô la một năm. Hãy tính nhanh, tốc độ tăng trưởng tới 500%. Tại sao lại có thể đạt được tốc độ tăng trưởng nhanh đến như vậy? Tại sao có thể dự đoán được tốc độ tăng trưởng cao đến như vậy? Chỉ hai từ: Baby Boomer. Tại Mỹ, người ta nói về họ trong suốt 20 năm qua. Họ đã điều khiển nền kinh tế Mỹ suốt 20 năm qua. Vậy họ là ai? Baby Boomer là những người ở độ tuổi từ 37 tới 55 tuổi. Họ đang trong những năm tháng kiếm được nhiều tiền nhất. Họ đang có rất nhiều tiền và có khả năng chi trả rất cao. Họ đã tạo ra sự bùng nổ về nhu cầu nhà ở, xe ô tô thể thao, máy tính cá nhân và mạng internet. Nói ngắn gọn, họ và những gì họ muốn chiếm tới 5 trong số 10.000 tỷ của toàn nền kinh tế. Mặc dù họ chiếm có 30% dân số, nhưng họ đã tạo ra 50% tổng sản phẩm. Và ngoài 5.000 tỷ này, họ sẽ chi tiêu thêm 1.000 tỷ mỗi năm để duy trì một điều mà họ cho là quan trọng hơn nhiều so với ô tô thể thao, máy tính, đó là tuổi trẻ của họ. Tuổi trẻ, chống lão hóa, sức khỏe, chăm sóc sức khỏe. Điều kỳ diệu tiếp theo, trong 10 năm tới, các baby boomer sẽ gia tăng việc chi tiêu cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ 200 tỷ hiện nay lên đến 1.000 tỷ đô la mỗi năm. 1.000 tỷ có nghĩa là 2,7 tỷ đô la mỗi ngày, 114 triệu đô la mỗi giờ, 1,9 triệu đô la mỗi phút. Một cơ hội hiếm có cho những người mong chờ nó, cho những người muốn nắm lấy nó. Nhưng làm thế nào để bạn sử dụng được cơ hội này? Bạn có 4 sự lựa chọn. Thứ nhất là một nhà chuyên môn, thứ hai là một người sản xuất, thứ ba là một người bán lẻ, và thứ tư là một người phân phối. Nhà chuyên môn như bác sĩ, chuyên viên xoa bóp, bác sĩ vật lý trị liệu có khả năng kiếm cả một gia tài trong vài năm tới nếu họ có khả năng chi trả cho học phí, nếu họ có thể đứng trên các công ty bảo hiểm, nếu họ có thể bán thời gian lấy tiền. Sản xuất là một ngành kinh doanh rất đáng để nhảy vào. Nếu bạn có khả năng có hàng triệu đô la để đầu tư vào nhà máy, công nghệ, nghiên cứu, vận chuyển và thu mua. Bán lẻ ư? Một cơ hội rất tốt. Nếu bạn có thể trả được chi phí thuê cửa hàng, làm việc 7 giờ một ngày, quảng cáo kho hàng, nhân viên. Còn phân phối thì sao? Tuyệt vời, những gia tài lớn nhất trong 3 thập kỷ qua đều được tạo ra bởi những người tìm cách phân phối hàng hóa tốt hơn, chứ không phải phương pháp để sản xuất ra sản phẩm tốt hơn. Những người như Sam Walton của Walmart, Fred Smith của Federal Express và Jeff Bezos của Amazon.com, họ giống nhau ở điểm nào? Họ đều là những người phân phối. Nhưng khi mà Walton và Smith tìm được cách tốt hơn để phân phối vật lý các hàng hóa tới tay người tiêu dùng, những loại hàng hóa mà họ biết rằng người tiêu dùng cần sử dụng, những tỷ phú mới của thế kỷ 21 đã tạo ra của cải của họ bằng cách dạy cho người tiêu dùng và những loại hàng hóa mới và kênh phân phối mới.
Và đó được gọi là kinh doanh với tốc độ của ý nghĩ. Sản phẩm tốt hơn, phân phối tốt hơn, cơ hội tốt hơn. Tại sao? Bởi 78 triệu baby boomer với 1.000 tỷ không thể dừng lại được. Họ muốn chơi trượt ván, họ muốn lái xe thể thao, họ không muốn bị già, và họ sẵn sàng trả bất kỳ giá nào để được trẻ, khỏe và tràn đầy sức sống. Trong 10 năm tới, baby boomer sẽ gia tăng chi tiêu cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ 200 tỷ đô la hiện nay lên đến 1.000 tỷ đô la mỗi năm. Bạn đã sẵn sàng chưa? Người chia sẻ với bạn đoạn phim này có thể giới thiệu với bạn tới một mô hình phân phối sản phẩm chăm sóc sức khỏe vốn rất thành công với nhiều người. Một hoạt động kinh doanh mà bạn có thể làm ngoài giờ, ngay tại nhà, không cần vốn đầu tư lớn, không cần nhân viên và cũng không có những vấn đề đau đầu của mô hình kinh doanh truyền thống. Một hoạt động kinh doanh trong thời gian rảnh rỗi có thể đem lại cho bạn từ vài trăm đến vài ngàn đô la một tháng. Và bạn còn có được một lợi ích nữa là có thể thực hiện được mọi công việc kinh doanh của mình ngay tại nhà. Hãy thử hình dung vào năm 1982, Bill Gates tìm kiếm các nhà đầu tư. Ông ta đã nhận định rằng sẽ có một sự bùng nổ của máy tính cá nhân. Còn bạn, bạn sẽ làm gì trong lần này? Hãy nhớ rằng Sam Walton chưa từng tạo dựng Walmart cho tới tận năm ông 44 tuổi. Nhưng tới năm 61 tuổi, ông ta đã trở thành người giàu nhất thế giới. Còn bạn, bạn sẽ nói gì đây? Chỉ có một điều chắc chắn là nếu bạn đã xem đoạn phim này, bạn không thể nói là bạn không biết. Khi mà con bạn hay cháu bạn hỏi bạn về một cơ hội lớn vào đầu những năm 2000, bạn sẽ nói gì với chúng? Bạn sẽ giảng giải cho chúng bạn làm như thế nào để nắm lấy cơ hội và thu lợi ích từ đó như thế nào, hay bạn sẽ biện minh cho việc bỏ lỡ cơ hội này? Các số liệu thống kê là thực, xu hướng là thực, và thời điểm cũng là thực. Bao nhiêu cơ hội nữa sẽ đến với bạn? Dù bạn đang làm gì chăng nữa, hãy đừng bỏ lỡ cơ hội này.